Xin chào các bạn. Video hôm nay xin được chia sẻ cách ủ rác nhà bếp trong hộp nhựa để bón rau trồng trên ban công sân thượng. Thực hiện đơn giản, tiện lợi, tốt cho cây trồng và không có mùi. Chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính của video hôm nay luôn nha. Đầu tiên thì mình nốt một chút là cái cách ủ rác nhà bếp hôm nay mình chia sẻ sẽ phù hợp đặc biệt đối với gia đình bạn nào mà đang trồng rau trên ban công ở chung cư, hoặc là các bạn trồng cây, trồng rau trên sân thượng trong các cái thùng, trong các cái chậu mà nó có cái diện tích bề ngang nó nhỏ. Nó thường có những cái chậu mà mình trồng nó cao nhưng mà cái diện tích bề ngang nó nhỏ đấy ạ. Và mình không có đủ diện tích ở bề mặt để mình để những cái chậu rác ủ nhà bếp tại chỗ, như là mình đã chia sẻ ở trong video 005 hoặc là 035, thì các bạn có thể sẽ áp dụng cái cách ủ rác nhà bếp tại chỗ trong cái hộp nhựa như hôm nay mình chia sẻ để mình bón, mình tưới cho rau. Đầu tiên là mình sẽ nói qua về cái khâu chuẩn bị. Để mà chúng ta ủ rác nhà bếp theo cách này thì chúng ta cần có một hộp nhựa. Mình gợi ý là chúng ta dùng cái hộp mà có cái nắp nó rộng. Thông thường thì mình sẽ dùng cái hộp mà có nắp rộng, nó ngang bằng với cái nắp của nó phải rộng bằng với cái thân của cái hộp đấy ạ. Thì để mình đỡ mất công mình phải cắt hoặc là mình phải thái cái rác nó nhỏ ra để mình bỏ vào bên trong. Tiếp theo là mình có cần một cái dụng cụ để mình đục lỗ cái hộp nhựa này ra. Ở nhà mình thì mình có cái que hàn điện cầm tay nên là mình đục cũng rất là dễ, rất là tiện. Thế còn nếu các bạn không có cái que hàn điện cầm tay như mình có ở đây thì các bạn có thể dùng cái dao dọc giấy cũng được. Các bạn có thể tận dụng bất kỳ một cái vật dụng gì nhọn và sắc để chúng ta có thể đục lỗ cái hộp nhựa này ra. Và cái mục đích cuối cùng là cái hộp nhựa nó sẽ có lỗ ở trên khắp các cái hộp, từ xung quanh hộp cho đến đáy hộp, trừ cái phần là nắp đậy thôi ạ. Và cái thứ ba chúng ta cần đó là một cái tất cũ. Cái tất cũ thì mình nghĩ nhà ai cũng có rồi đúng không ạ? Rất là đơn giản. Và cái tất này thì nó cũ và nó dã cũng được nhưng nó không nên thủng lỗ nha. Và cái tất này thì nó cần yêu cầu là nó rộng và nó dài đủ để mình bọc toàn bộ cái phần hộp nhựa trừ cái nắp giả. Và cuối cùng đương nhiên là chúng ta sẽ cần có rác. Rác thì mình có rác thải nhà bếp, rác thải sinh hoạt hoặc là rác hữu cơ. Nói chung bất kỳ cái gì mà có thể phân hủy trên thế gian này thì chúng ta đều có thể ủ được, đúng không? Và bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình chúng ta tiến hành làm một số các cái hộp nhựa như thế này để chúng ta ủ rác nhà bếp, để mình bón tưới cho cái cây rau trên các thùng rau trên sân thượng hoặc trên ban công nhà mình nha. Đây là cái hộp nhựa đầu tiên mà mình giới thiệu, thì mình sẽ đục cái lỗ ạ. Mình dùng cái que hàn điện cầm tay của nhà mình, cái này rất là tiện. Mình chỉ cần cắm điện vào thôi, đợi một chút thì cái que hàn nó nóng lên và mình chỉ cần xuyên nhẹ qua là mình đã thể tạo ra những cái lỗ tròn tròn, nhỏ nhỏ, xinh xinh bằng nhau, tất cả đều bằng nhau. Đấy thì là mình sẽ đục, cái tinh thần là mình đục càng nhiều lỗ thì càng tốt nha. Đấy, tuy nhiên là mình cũng đục vừa phải thôi để cho cái hộp nhựa của mình nó còn đủ lực, nó khỏe, để nó cứng, nó khỏe, để nó còn thể tồn tại lâu dài, để mình có thể tái sử dụng nhiều lần. Chứ mình không nên là đục nhiều quá thì cái hộp nhựa của mình nó sẽ yếu ra. Đấy. Và sau khi mà mình đục toàn bộ lỗ xung quanh cái hộp nhựa, thậm chí là mình đục ở dưới đáy cái hộp nhựa, xung quanh hộp nhựa, đáy hộp nhựa và ở gần sát cái miệng của hộp mình cũng đục, và cái phần nắp của hộp nhựa thì mình để lại ạ. Và sau đó thì mình chùm cái chiếc tất cũ ra ngoài thôi ạ. Mình chừa lại cái phần nắp của hộp. Và đấy thì đến đây bây giờ là các bạn đã hình dung ra được rồi đúng không ạ? Và cuối cùng là bây giờ mình sẽ bỏ rác vào. Các bạn chỉ có một cái lưu ý là khi mà các bạn bỏ rác vào trong cái hộp nhựa này thì mình nên xen kẽ giữa cái rác hữu cơ nâu và rác hữu cơ xanh. Đó. Thì ở đây mình các bạn để ý là cái rác hữu cơ nâu là mình có một ít cái vỏ hành khô đấy, và mình có những cái giấy gọi như giấy ăn đấy, và phần rác hữu cơ xanh thì ở đây mình có vỏ na, thì vỏ của quả na, rồi một số các cái quả dâu tây mà nó đã bị hỏng đấy, rồi một ít trứng, rồi những cái đồ linh tinh thập cẩm của nhà mình thì mình sẽ bỏ hết vào đây. Thế thì tuy nhiên là mình sẽ bỏ xen kẽ, đầu tiên là mình sẽ bỏ rác hữu cơ nâu vào trước, rồi mình sẽ bỏ rác hữu cơ xanh vào, và cuối cùng ở phía trên là mình sẽ bỏ cái rác hữu cơ nâu lên trên, và mình cứ chèn làm sao cho nó thật là chặt là được. Sau đó là mình đóng cái nắp hộp nhựa lại là xong. Đấy. Và mình đặt lên trên cái thùng của mình thế thôi ạ. Ở đây là các bạn nhìn thấy cái thùng của mình là có cái thùng 40 lít. Thùng 40 lít này là mình đang trồng
rau ở ban công. Thì khi mà các bạn xem cái video trồng rau ăn dặm cho bé đấy, thì các bạn có thể hình dung ra là cái thùng rau của mình nó rất là tốt như thế. Bởi vì là ngoài cái đất của mình nó tốt rồi, thì mình có đặt lên hai cái thùng này là hai cái hộp ủ rác nhà bếp tại chỗ. Và trong cái quá trình là mình tưới rau thì mình tưới luôn cái hộp ủ này. Và cái hộp ủ này là rác nó sẽ phân hủy và nước nó sẽ rỉ xuống cái thùng đất của mình, và nó sẽ bổ sung cái chất dinh dưỡng cho cây để nó nuôi cái cây rau của mình ở trên thùng. Và mình tiếp tục tiến hành tương tự với cái hộp ủ thứ hai nha các bạn. Các bạn để ý là đối với những cái thùng mà thùng nhựa trồng rau 40 lít bề ngang của cái thùng thì nó rộng như thế này, thì mình thích là dùng những cái hộp nhựa mà nó có cái hình dáng thon thon, nó dài. Bởi vì khi mà mình đục hết ra rồi, mình đổ rác ở đấy rồi, thì mình bỏ lên trên cái mặt của thùng đất ấy, thì nó sẽ chạy ngang được cái mặt thùng, và cái tỷ lệ cái gọi là cái diện tích tiếp xúc với cái đất nó nhiều hơn, nó dài hơn. Và cái khi mà rác nó phân hủy thì nó sẽ chảy toàn bộ cái bề ngang của cái mặt thùng, như thế thì nó sẽ tốt hơn cho cây trồng ạ. Và việc mà mình chùm các cái tất cũ như thế này thì nó sẽ hạn chế tuyệt đối những cái con ruồi nó có thể chui vào cái hộp ủ của mình để nó đẻ trứng, nó sinh ra giòi. Thế nên là cái hộp ủ của mình là không có giòi. Cái tất của mình là sẽ giúp cái không khí lưu thông, và trong cái hộp ủ của mình là có oxy. Và trong quá trình là khi trời mưa rồi, khi chúng ta tưới nước cho rau thì cái hộp ủ này cũng được tưới. Thế nên là đảm bảo đủ bốn cái yếu tố, như là mình đã nói ở trong những cái video trước, là khi mình ủ phân là mình cần có bốn cái yếu tố để mình ủ. Thứ nhất là rác hữu cơ nâu, tức là các cái vật liệu nó có dầu carbon. Thứ hai là rác hữu cơ xanh, là những cái vật liệu nó có dầu nitơ. Và thứ ba là cần có oxy lưu thông không khí cho thùng ủ. Và thứ tư là chúng ta cần nước cho cái hộp ủ của mình. Đấy. Thì ở đây là mình đảm bảo đủ bốn cái yếu tố này, là mình đảm bảo là bất kỳ các phần liệu nào đều có thể phân hủy. Và cái tất thì rất là dễ tìm, đúng không ạ? Nhà ai cũng có tất cũ, các tất mà nó rão rồi các bạn không dùng đến ấy, thì các bạn cứ ra các bạn sử dụng thì nó cũng rất là tiện. Mình cũng không phải làm gì cả, mình cứ lấy tất ra mình chùm lên như thế là xong. Sau đó thì chúng ta cũng không phải làm gì hết, chúng ta chỉ cứ đặt cái hộp ủ ở đó ở trên cái thùng rau của mình, và hàng ngày chúng ta tưới rau thôi, và mình cứ quên cái hộp ủ ấy đi. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái hình ảnh cái hộp ủ của mình chính xác là sau 12 ngày. Sau 12 ngày thì các bạn hãy xem là cho hai cái hộp ủ ở phía trong là rác nó đã phân hủy như thế nào rồi nha. Và đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Toàn bộ các cái phần rác, những cái vỏ na, rồi những cái cây, những cái quả dâu tây, rồi những cái thứ rác nhà bếp của nhà mình là nó đã chuyển hết sang màu nâu rồi, đúng không ạ? Và cái hộp ủ này thì nó khô ráo vô cùng, đúng không? Bởi vì là nó có rất là nhiều cái lỗ. Thì cái lỗ khi mình đặt trên cái thùng là nó sẽ giúp là thoát hết nước xuống cái thùng đất của mình rồi, nên nó không có đọng nước. Cái thùng của mình nó không có đọng nước như thế thì đương nhiên là nó không có mùi, tuyệt đối là không có chút mùi nào nha các bạn nha. Và bên trong ấy, bên trong cái hộp ủ thì nếu mà mình nhìn kỹ ra thì mình sẽ có thấy một số các con bọ nhỏ li ti và nó có màu trắng. Thì mình cũng không biết tên cái con bọ này nó là gì. Tuy nhiên thì mình chắc chắn rằng đó là cái con côn trùng có lợi, và nó từ đất nó lên hoặc nó sinh sôi ở đâu đó nó ra để nó chui vào cái hộp ủ của mình để nó giúp mình là phân hủy rác thôi. Nó là một cái loài côn trùng có lợi, nên các bạn đừng nhìn thấy có một chút cái bọ bọ ở bên trong cái hộp ủ mà các bạn sợ nha. Nó không sao cả, nó chỉ có tốt thôi ạ. Thế thì với những cái hộp ủ như thế này thì các bạn có thể lâu lâu mình lại mở nó ra và mình bỏ thêm cái rác nhà bếp, rác sinh hoạt hoặc cái rác hữu cơ vào bên trong. Mình cứ bỏ thêm nó vào tùy thích cho đến nó đầy thì thôi. Mình lắc lắc nó lên, khi nó sen nó kẽ xuống thì nó, khi nó phân hủy thì rác là đương nhiên nó sẽ xẹp dần đi, nên là mình cứ bỏ thêm vào như thế nha các bạn nha. Và mình cứ để ở trên cái thùng đó. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình làm thêm một số các hộp ủ nữa nha. Mình cũng tiến hành tương tự như là hai cái hộp ủ đầu tiên. Tuy nhiên thì ở phần này thì mình sẽ bỏ cái rác hữu cơ là một cái loại khác hoàn toàn. Đó là mình dùng, mình bỏ là đây là vỏ của cua, vỏ cua biển và vỏ tôm. Đấy, sau khi mà mình hấp cua, mình hấp tôm lên và mình ăn cái phần ruột rồi thì mình có còn cái vỏ cua và vỏ tôm thì mình sẽ bỏ vào đây.
để mình kiểm tra xem là nếu mà mình ủ bằng những cái thứ như thế này, những cái thứ mà rất là thu hút ruồi bọ và có mùi như thế này, thì khi sử dụng ủ trong những cái hộp ủ nhựa như thế này thì nó có vấn đề gì không, thì nó có xảy ra những cái tình trạng tương như là bạn ủ thông thường hay không nha. Khi mà mình ủ cái vỏ tôm vỏ cua như thế này thì mình sẽ bổ sung nhiều các cái chất hữu cơ nâu hơn là khi mình ủ các cái rác thải sinh hoạt bình thường. Thì các bạn nhìn ở đây là chất hữu cơ nâu là mình có cái lõi của cái cuộn giấy vệ sinh, mình xé nhỏ ra mình bỏ vào. Và thứ hai là mình có những cái lá mướp, lá bầu, lá bí nó khô rồi đó, thì mình giật xuống và mình cũng sẽ bỏ vào, mình sẽ chèn vào ở hai đầu. Và phía giữa là mình sẽ cho vỏ tôm vào, vỏ cua vào, và mình chèn lên. Và tất cả là mình cũng đậy, tất cả là mình sẽ lèn để sao nó chặt cái hộp ủ của mình, thì mình đậy nắp lại đó. Thì cái cách làm tương tự đúng không ạ? Bạn có thể cho rác vào trước, sau đó thì bạn cho tất vào sau, hoặc là bạn trùm cái tất lên trước, sau đó thì bạn sẽ cho rác vào sau cũng được. Cái cách nào cũng được ạ, thì nó đều tiện cả nha. Đó, cái hộp ủ này thì nó có cái dáng nó hơi vuông vuông một chút, thì nó sẽ rất là phù hợp với những cái chậu cây cao. Ví dụ như là bạn trồng những cái cây ở đây thì bạn trồng những cái cây hoa đó, hoặc là những cái cây cảnh đấy, thì mình có thể để những cái này lên rất là tiện vào gốc cây. Thì cái hộp với cái hộp ủ này thì mình sẽ để lên cái gốc của cây hương thảo. Mình cũng có một cái hộp với hình dáng tương tự thì mình sẽ để lên cây sắn thuyền. Cái sắn thuyền thì mình đã trồng từ trước rồi. Các bạn xem những video trước các bạn biết rồi. Thì cây sắn thuyền này hiện tại là mình mới trồng trên cái thùng ủ của rác thải nhà bếp tại chỗ. Sau đó là mình cũng chỉ có như là che phủ bằng cái vỏ lạc. Và hôm nay mình sẽ để thêm một cái hộp ủ rác tại chỗ lên như thế này. Đó. Thì cái này để vào thì trông nó cũng rất là gọn gàng, nhẹ nhàng, xinh xắn đúng không ạ? Thì và các bạn có những cái chậu cây cảnh mà bạn để trước nhà thì bạn có thể sử dụng những cái hộp ủ này cũng rất là tiện, bởi vì nó cũng đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho cái chậu trồng cây của chúng ta. Những chậu trồng hoa hoặc chậu trồng cây cảnh thì đều phù hợp ạ. Và cái hộp ủ thứ hai đó là cái hộp mà mình dùng rất là nhiều các cái vỏ tôm và các thứ, và cái hộp này là một cái hộp lớn hơn nhiều. Thì cái hộp này thì mình cũng sẽ để vào cái chậu mà rất là cao. Ở đây thì mình đang có một cái cành hoa hồng và một cái cây hoa hồng mình trồng ở đây, và mình sẽ để ở đây để mình bón tưới cho cái cây hoa hồng của mình. À, thì sau khi mà bạn để những cái hộp ủ này lên trên những cây trồng trên cái chậu đất thì mình cũng tưới luôn một chút nước nha. Mình tưới chút nước để cho nước nó ngấm vào đây và quá trình phân hủy nó có thể bắt đầu luôn được ạ. Và một cái lưu ý cuối cùng khi các bạn ủ rác theo cái cách hôm nay mình chia sẻ, chúng ta để ý là một thời gian sau thì cái tất thì sau vài tháng thì cái tất của bạn sử dụng nó có thể bị phân hủy và nó bị rách ra, nó bị mục ra, thì bạn bỏ cái tất đấy đi. Và cái tất đấy thì mình cũng không cần phải vứt rác, mình cũng bỏ luôn vào cái hộp ủ của mình để cho nó phân hủy cùng với rác của mình, và bạn thay một cái tất khác, bạn trùm một cái tất khác lên bạn dùng. Thế còn cái hộp nhựa này thì nó rất là bền, bạn chỉ cần đục lỗ một lần và bạn có thể sử dụng rất là lâu, trong vài năm thì mình nghĩ là vô tư. Cái cách sử dụng của những cái hộp ủ này thì nếu mà một thời gian bạn kiểm tra mà bạn thấy rằng là cái hộp ủ này nó vẫn còn vơi thì bạn có thể cho thêm rác hữu cơ vào đúng không, để mình lại len nó chặt vào và mình lại ủ bình thường. Nhưng mà đến cái lúc mà bạn thấy là nó đã chặt rồi, nó đã đầy cái hộp ủ của mình rồi, và bạn thấy là cái rác ở trong cái hộp ủ của mình là trong cái hộp nhựa của mình ấy, cái rác trong hộp nhựa của mình là đã phân hủy hoàn toàn rồi, thì mình có thể đổ cái phần rác ấy ra để mình lót đáy thùng để mình trồng cây, hoặc là bạn có thể đổ cái rác ấy ra để bạn trực tiếp bạn bón tưới cho các cái thùng cây trên vườn nhà mình ngay lập tức. Thì bởi vì rác nó phân hủy rồi nên là chúng ta sử dụng như thế nào cũng được, nó đều tốt cả. Và sau một thời gian thì đây là cái hình ảnh cái hộp ủ của mình sau khoảng hơn 2 tháng một chút. Và sau hơn 2 tháng thì mình đã được một cái hộp ủ như thế này, và mình sẽ đổ ra cái chậu cây nhỏ này của mình để mình bón, mình phủ lên cái lớp bên trên. Ở đây là mình có cái chậu cây quỳnh dao, thế thì mình sẽ bón luôn cho cái chậu cây quỳnh dao này của mình
là cái rác nhà bếp sau khi mà mình đã ủ được 2 tháng. Đó là cái cách mà mình ủ những cái rác nhà bếp. Mà cái này thì như mình nói ở đầu video là nó đặc biệt, nó phù hợp đối với gia đình bạn nào mà trồng rau ở ban công, hoặc các bạn sống ở chung cư và các bạn không có những cái thùng trồng rau nó rộng, nó to như cái thùng 70 lít nhà mình, để mình có thể áp dụng cái việc mà ủ rác tại chỗ trong những cái thùng, các cái chậu lớn, thì các bạn có thể sử dụng cái hộp nhựa như hôm nay mình chia sẻ, để mình có thể là ủ rác và mình bón tưới tại chỗ cho các cái cây rau, các cái cây ăn quả hoặc cái cây hoa, cây cảnh của nhà mình. Và với cái cách ủ này thì các bạn cũng có thể ủ mọi thứ trên đời nha. Các bạn có thể ủ tất cả các loại vật liệu hữu cơ mà nó có thể phân hủy, thậm chí là các bạn bỏ các cái đầu cá, ruột cá vào mình ủ cũng được ạ. Và chỉ cần nhớ là khi các bạn ủ những cái vật liệu mà nó có dầu nitơ thì mình hãy bổ sung nhiều các cái vật liệu nó dầu carbon vào, thì nó sẽ giảm cho mình rất là nhiều cái mùi. Đấy, và hy vọng là các bạn thích cái cách ủ rác trong những cái hộp nhựa hôm nay mình chia sẻ, và các bạn có thể áp dụng cho cái vườn rau trên sân thượng, trên ban công của nhà mình. Và mình cũng xin dừng cái video hôm nay tại đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo, trong một ngày sớm nhất nha. Bye bye.